thì bây giờ bị tập trung trong cái chân khúc này. Do đó họ đã tập trung vấn đề là ngăn chặn cái việc cải tổ cái hệ thống bưu điện, vốn là một trong những cái cơ quan của chính phủ, công ty và mà do chính phủ quản trị đã có nhiều năm cai cài cái tất cả thành viên của Đảng Dân Chủ vào trong đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cảnh sát New York đã bắt đầu thành lập một cái lực lượng chống lại kỳ thị người gốc Á giữa lúc đang có đại dịch diễn ra tại ở thành phố New York. Sở cảnh sát của thành phố New York đã thành lập một cái lực lượng mới được gọi là một cái lực lượng task force, là lực lượng đặc nhiệm và đặc trách liên quan tới cái tình trạng mà nhắm vào những thành phần nào mà có cái tàu ống kỳ thị đối với người gốc Á, đặc biệt là trong cái bùng nổ của đại dịch. Và tổng cộng đã có 21 cái báo cáo liên quan tới những cái tội ác thù ghét người Á Châu, và có 17 người đã bị bắt giữ kể từ tháng 3 sau khi mà cái đại dịch bùng nổ tại Hoa Kỳ, và con số này cao hơn thường lệ. Theo lời của một thanh sát viên của Sở Cảnh sát của New York có tên là Ronnie Harrison đã báo cáo ngày thứ ba, việc gia tăng tất cả những cái hoạt động mà được xem là chống lại những người Mỹ gốc Á và có cái tính chất trì thị đối với người Mỹ gốc Á đã bắt đầu từ ở New York và nó đã có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là những người gốc Á đang sinh sống tại thành phố New York đã trở thành mục tiêu bị tấn công. Ông Harrison cho biết rằng chính quyền của thành phố đã có cái lực lượng mới nhất là lực lượng chống gọi là hate crime, tức là hành động thù ghét, và trong đó đã sẽ mở tất cả các cuộc điều tra nếu như có những cái hành động nào xem là kỳ thị với người gốc Á. Thì quý vị nào sinh sống tại New York có thể báo cáo trực tiếp với lực lượng đặc nhiệm tại New York để họ có thể làm việc. Đây là một trong những cái sở cảnh một cái department mới, tức là một cái lực lượng mới mà phía sở cảnh sát New York đã đưa ra nhằm chống lại tất cả những tội ác kỳ thị đối với người gốc Á ở tại thành phố New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, trong bản báo cáo mới nhất và được xem là thời sự hàng đầu của Hoa Kỳ, giám đốc điều hành cơ quan tình báo quốc gia nói rằng Bắc Kinh đang là một cái mối đe dọa mới nhất và lớn nhất đối với Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới. Quốc gia được xem là đe dọa mạnh mẽ và lớn nhất đối với Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là lời xác nhận của giám đốc điều hành cơ quan tình báo quốc gia John Blackfield đã đưa ra. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết trong thời gian gần đây đã lên tiếng cảnh cáo Bắc Kinh đã gia tăng cái khả năng mà xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ trong lúc mà ông ra điều trần trước cái ủy ban tình báo của Thượng viện. Vào năm ngoái thì số lượng các cái cơ quan của chính phủ đã xác nhận Nga, Trung Quốc và Iran là những quốc gia đã tìm cách xen vào các cái cuộc bỏ phiếu tại Hoa Kỳ trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông Radcliffe cho biết là đặc biệt là những cái hoạt động của Bắc Kinh mới là mối đe dọa thật sự tới an ninh quốc gia và đe dọa tới cái cuộc bầu cử và kể cả kinh tế, quân sự, kỹ thuật của Hoa Kỳ, và bao gồm luôn cả việc mà họ xen vào cuộc bầu cử. Ông đã trả lời với đài truyền hình Fox trong một bản văn thư. Ông Radcliffe cho biết là Bắc Kinh lo ngại rằng Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử và nói rằng, ông nói với cơ quan ủy ban giám sát về tình báo của Thượng viện là cộng đồng tình báo đã có hàng trăm thành viên trong quốc hội đang lo ngại về cái vấn đề mà Trung Quốc đang tìm cách gia tăng gây tác hại vào chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là chính sách đối với Trung Quốc. Và trong đó ông nói rằng hàng loạt những cái lời phát biểu của các viên chức tình báo của Hoa Kỳ đã cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn ông Trump ngồi lại tòa Bạch Ốc cho cái nhiệm kỳ thứ hai. Và cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông Robert O'Brien trước đó cũng đã nói rằng Trung Quốc đang nhắm vào cuộc bầu cử trên toàn quốc của Hoa Kỳ, đặc biệt là nhắm vào các cuộc tấn công không gian mạng. Họ không muốn nhìn thấy ông Trump bị thất cử. Đó là lời khẳng định của người đứng đầu cơ quan tình báo của Hoa Kỳ là ông Radcliffe đã đưa ra sau khi ông ra điều trần trước ủy ban tình báo của Thượng viện. Trong đó, vào tháng này thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã trao một cái giải thưởng cho cái chương trình công lý lên tới 10 triệu Mỹ Kim cho bất cứ một cái thông tin nào mà bất cứ ai mà làm việc với chính quyền ngoại quốc trong cái mục tiêu xen vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ và có những cái hoạt động bất hợp pháp tấn công không gian mạng phải báo cáo thì họ sẽ được thưởng số tiền lên tới 10 triệu Mỹ Kim. Và William Evanina, giám đốc của cái cơ quan phản gián và trung tâm an ninh của Hoa Kỳ hôm 7 tháng 8 cũng nói rằng chúng tôi đã thấy rõ là phía Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách để mà ngăn cản Tổng thống Trump tái thắng cử trong nhiệm kỳ thứ
2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm việc cận lực để mà xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, bao gồm luôn việc mà thao túng tất cả những giới chức chính trị địa phương và những thành viên nào của đảng của các đảng lưỡng đảng mà có phương hướng chống Bắc Kinh đều bị Bắc Kinh vận động chống lại, và vận động tất cả những cái thương nhân có làm ăn với Bắc Kinh để chống lại tất cả những cái hoạt động của những ai mà chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt người đứng đầu mà Trung Quốc muốn thất cử nhất chính là Tổng thống Donald Trump. Đó là bằng tin báo cáo từ người đứng đầu của cái cơ quan tình báo quốc gia, tức là National Intelligence, và ông Radcliffe đã khẳng định Bắc Kinh là mối đe dọa hàng đầu trong cuộc bầu cử của Hoa Kỳ sắp tới đây. Trong khi đó, cũng liên quan tới Hồng Kông, Hoa Kỳ đã chính thức bác bỏ và hủy bỏ tất cả những cái thỏa ước dân độ với Hồng Kông trong vấn đề mà đạo luật an ninh quốc gia. Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia mới nhất sau khi Bộ Ngoại giao đưa ra loan báo rằng họ sẽ chấm dứt và hủy bỏ các thỏa ước dân độ với Hồng Kông vào ngày hôm nay thứ Tư. Và chúng ta có thấy càng lúc càng gia tăng cái mối căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thỏa ước này là một trong những thỏa ước song phương của Hoa Kỳ và Tổng thống và chính quyền của Hồng Kông trước đây, và Tổng thống Trump đã loan báo nó chính thức đã bị suspend, tức là bị ngừng lại. Thỏa ước này sẽ là một cái sự gọi là không phải là một cái việc ngừng lại thỏa ước này là một cái hành động biểu tượng rất rõ ràng của thông điệp của Hoa Kỳ đối với lại Trung Quốc, đó là lời phát biểu của bà Morgan Otterwood đưa ra trong cái lời phát biểu ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao cho biết là họ sẽ tiếp tục theo đuổi cái lời phát biểu của Tổng thống Trump xác nhận vào ngày 10 tháng 7. Lúc đó Tổng thống tuyên bố rằng Hồng Kông đã không còn là một nước tự trị cho một nền tư pháp tự trị, và nó đã bị đối diện với cách nghiệt ngã bởi chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, và nó là cái đạo luật an ninh quốc gia. Và với cái điều này thì chúng tôi sẽ có những lệnh trừng phạt đối với lại Hồng Kông. Australia, Canada, Liên minh ở Đức và Pháp, Anh cũng đã ngưng lại tất cả các chuyến bay dân độ của họ đối với Hồng Kông trong những ngày gần đây. Và Bộ Ngoại giao đã báo rằng việc này sẽ diễn ra giữa lúc mà chính quyền Tổng thống Trump đang có những lệnh cấm vận đối với hành chính của Hồng Kông và 10 dân độ khác liên quan đến đạo luật an ninh quốc gia. Lệnh cấm vận này đã ảnh hưởng tới bà Carrie Lam Trịnh Nguyệt.